Hello, Base Back. Đây là phần 2 của cái series iPad Mini 6, sản phẩm mình mới mua năm nay của Apple. Trong cái mục này thì đầu tiên mình sẽ nói về những tính năng có sẵn mà mình chưa biết. Cái thứ hai là mình sẽ nói về các apps. Phần này cái tính năng đầu tiên mình muốn nói về iPad đó là chức năng Note. Ví dụ như là khi mà bạn đang sử dụng cái này để viết và có người nói cái gì đó mà bạn cần ghi xuống liền á, thì bạn có thể vô đây làm một cái Note rồi viết xuống, ví dụ như là meeting ngày mai, phòng họp C20, building A. Hay vậy bạn viết xuống tờ giấy xong rồi dục luôn cái tờ sticky note nó đi, thì ngày mai bạn vô đây bạn coi lại được. Với lại mấy cái note trong iPad thì nó liên quan luôn cái điện thoại cho nên rất là tiện lợi. Cái tiếp theo là bạn có thể note trực tiếp lên hình ảnh, hoặc là bạn chụp màn hình lại rồi bạn note trực tiếp lên nó luôn cũng được. Như vậy mình đang chúng ta full screen, mình note trực tiếp lên đây luôn. Ví dụ như là ví dụ như là mình thích cái phần ánh sáng của clip này, mình nốt lên. Xong rồi chúng ta có thể lưu lại trên Save to Photo. Thì đó, mai mốt bạn vô photo bạn có thể coi lại. Here, there. Rất là dễ. Một bí mật của Apple mà mình mới phát hiện khi mình order hai cái này, đó chính là Apple cung cấp dịch vụ khắc tên lên các thiết bị của họ theo yêu cầu, và quan trọng là nó miễn phí. Vậy giờ làm sao để được khắc tên miễn phí lên iPad? Mình sẽ vào web Apple để order một cái new iPad. Đây, sau các option về màu wifi thì bạn sẽ thấy một engraving. Họ ghi rất rõ là miễn phí. Sau đó họ sẽ cho bạn hai dòng và bạn có thể đánh bất cứ cái text hoặc là cái icon nào mà bạn thích. Cũng có khá nhiều option. Thiền ten, đây là cái mình đã chọn. Sau đó bạn vào view lại cái bát của mình. Đây, bạn sẽ thấy một engraving, nó đã có lưu giữ những cái text và icon bạn chọn và ghi free. Và giá total, không thêm bất cứ phí gì. Cái tiếp theo là multitask, phân chia màn hình trên iPad. Okay, ví dụ như là bây giờ mình cần đọc một cái tài liệu và mình cần note lại cái tài liệu cùng một lúc, thì mình sẽ bật cái tài liệu một bên và mình note một bên. Ví dụ như đây, tài liệu về Chinese chẳng hạn. Mở cái này lên. Sau đó ví dụ như bây giờ chúng ta muốn note kế bên, chúng ta click vào, kéo vào đây. There you go. Tông. Tèn tèn, hai màn hình, một bên để đọc, một bên để take note. Đó, ví dụ như vậy. 31. Sẽ là cái tính năng mà mình cực kỳ thích của cái Apple Generation 2. Mình không biết cái một có không. Là khi mà bạn sử dụng ngòi viết á, bạn tap hai cái nó sẽ chuyển sang cục gôn. Nè ví dụ nha. Chú ý này nè. Đang là đầu viết. Gõ hai cái chuyển sang cục gôn. Gõ hai cái chuyển sang kẻ viết. Tính năng này mình cảm thấy cực kỳ tiện lợi luôn. Bạn không cần phải tap qua tap lại khi viết và gôn. Tiếp theo mình
mình sẽ nói về những cái apps trên iPad mà mình khá là thích cho đến thời điểm này. Cái đầu tiên đó chính là app để take note, chức năng chính của cái iPad. Và đây chính là chiếc app yêu thích của mình. Mình sẽ ví dụ cái mới nha. Tạo mới, viết, highlight, gom, vùng chọn. Còn cái này là scroller thôi. Con chọn. Ok, vậy như đây là document mới. Bạn không thích cái template này, bạn có thể đổi màu như màu này. Có grid để viết cho thẳng hàng. Okay, vậy chúng ta sẽ viết thử nha. Có thể add một cái giấy nốt vào giống như là dán lên trang sách vậy đó. Here nó nằm ở đây nè. Media, sticky, chọn một cái blank. Sau đó bạn có thể chọn màu khác cho dễ nhìn, ví dụ như màu hồng. Sau đó thu cái size lại. Đây, bỏ ở đây. Here you go. Và viết lên. Ví dụ như là cân nắp. Khi bạn di chuyển cái này thì cái text nó sẽ đi theo. Và cái tính năng mà mình thích nhất của cái app này đó là bạn có thể scan một cái trang sách và bạn take note lên cái hình đó luôn. This one là document scan. Ok, giờ mình sẽ scan cái này và take note lên bằng cái Notability. Nốt và mình sửa lên tờ giấy này, sau đó mình dục mất tờ giấy này, thì bây giờ mình sẽ làm trên cái app này luôn. Here go. Chọn lên. Lên save. Insert as like PDF. Trang 1. Trang 2. Sau đó mình sửa thẳng ở đây luôn. Lý do sai là như từ này có nghĩa là gì? Như đây là nào như thế. Đó, tức là ở trên bạn ghi nốt về bài học, còn ở dưới là tờ bài tập, chụp scan vô xong rồi nốt lại cái câu sai luôn. Cũng xong. Cái app tiếp theo mà mình thích ra và mình muốn giới thiệu là Scan Things. Ra cái việc mà dùng mấy cái device để scan nó là bình thường rồi, nhưng mà cái app này nó hay ở chỗ là nó scan xong á, nó cut cái hình ra khỏi cái background cho bạn luôn. Xung quanh sẽ là clear hoàn toàn và bạn sẽ có một cái hình về cái đồ vật đó để bạn có thể sử dụng cắt ghép rất là tiện. Tàn vẹn. Sau đó bạn có thể save để dùng làm thumbnail hoặc là làm anything.
Ok, vậy đi nha. Hẹn gặp mọi người trong các clip tiếp theo. See ya!